Xin chào những chị nhà đầu tư đang theo dõi kênh ha. Hôm nay thị trường của mình giảm hơn 8 điểm và thanh khoản rất là lớn. Anh chị có thể so sánh thanh khoản của phiên ngày hôm nay so với cái giai đoạn trước nè. Thì đây là một cái thanh khoản đột biến. Và trong cái giai đoạn mà những cái cổ phiếu nó đi lên, nó liên tục mở gap đi lên nè anh chị, thì cái việc mà xuất hiện một cái phiên rút chân ngay tại cái vùng kháng cự thì nó không phải là một cái yếu tố tích cực. Thì ngày hôm qua em đã có nhấn mạnh ở trong video rồi. Thì em nói với chị mình những cái phiên cắm đầu xuống á, chưa chắc nó đã xấu, nhưng những cái phiên rút chân lên á thì chưa chắc là đẹp ha. Thì những cái phiên này bắt buộc là mình sẽ phải ra hàng trước đó. Thì em có khuyến nghị anh chị mình ra hàng liên tục ở trong hai cái video trước rồi. Thì đó cũng là cái vùng em chốt lãi thôi. Nói chung là vùng nào em chốt lãi bớt thì em có khuyến nghị cho anh chị mình. Thì dòng chứng khoán và dòng ngân hàng á, nếu mà mình chốt lãi tầm hai phiên trước anh chị, thì hiện tại cái giá điều chỉnh này nè, cái biên độ điều chỉnh của nó và phiên ngày mai nữa, khả năng là sẽ đủ lớn để cho anh chị mình có thể cover lại hàng. Còn đối với những cái cổ phiếu đầu cơ thì hôm qua em có nói rồi, rất là nhiều cổ phiếu đầu cơ bắt đầu từ phiên hôm qua xuất hiện cái nhịp đánh thứ hai, đúng không? Nhịp tăng số 2. Thì cái nhịp tăng số 2 đó là thường là những cái báo hiệu cho cái giai đoạn mà cổ phiếu bắt đầu phân phối ra, và anh chị mình nên hạ tỷ trọng đối với những cái cổ phiếu đầu cơ. Ngày hôm nay có rất là nhiều cổ phiếu đầu cơ nó tăng, nhưng mà song song với đó vẫn rất nhiều cổ phiếu đầu cơ nó tăng, sau đó nó giảm với biên độ rất là lớn. Thì cái giai đoạn này luôn luôn là cái giai đoạn mà mình cần phải chốt lãi anh chị, đặc biệt là khi mà liên tục mở gap và xuất hiện một cái thanh rút chân lên ở như này. Thì khi mà anh chị mình đã chốt lãi và hạ tỷ trọng ra được rồi á, thì cái vùng điều chỉnh phía sau anh chị mình sẽ không phải lo lắng nữa, bởi vì khi mà cổ phiếu nó điều chỉnh lại, và đặc biệt đối với những cái nhóm cổ phiếu mà nó đã có cái dòng tiền lớn vào á, như là ngân hàng, chứng khoán và thép, thì những cái vùng điều chỉnh đó sẽ là những cái vùng mà anh chị mình có thể vào hàng. Em chỉ sợ là khi mà thị trường những cái cổ phiếu đầu cơ á, anh chị nó kéo nốt phiên hôm nay nha, thì những cái cổ phiếu dòng thị trường nó kéo theo. Để làm gì? Để khi mà nó bán những cái cổ phiếu đầu cơ anh chị, nó bán xuống, nó đè giá mạnh á, anh chị mình chốt lãi ra thì anh chị mình sẽ không kịp mua vào những cái cổ phiếu thị trường. Thường là kịch bản của những tổ chức họ sẽ đánh như thế để cho anh chị mình không có kịp để mà anh chị mình vào hàng được ở những vùng giá thấp. Nhưng mà ngày hôm nay những cái cổ phiếu thị trường thì nó có điều chỉnh luôn thì cũng không sao anh chị, bởi vì mình đã chốt lãi hầu hết là hơn 50% danh mục ha. Đối với danh mục room em thì em chốt lãi hầu như là chỉ còn nắm 50% ngân hàng nè, là con MB, 50% Nam Kim. Đó là hai cái cổ phiếu vẫn còn nắm giữ 50%, bởi vì nó có dòng tiền lớn vào thì mình ưu tiên đi lên mình chốt lãi dần thôi, chứ mình sẽ không chốt hết. Còn hiện tại những cái cổ phiếu khác anh chị, hầu như là ngày hôm nay biên độ điều chỉnh của nó tương đối là lớn. Hàng đầu cơ anh chị mình thấy bắt đầu ngày hôm nay thanh khoản nó nổ ra rất là lớn nè. Thì những cái cổ phiếu nào mà nó tăng nhiều anh chị, thì chỉ cần thị trường của mình nó có biến động điều chỉnh thôi, thì nó sẽ là những cái cổ phiếu bị bán ra nhiều. Cái thanh khoản hôm nay không phải là chỉ là cái thanh khoản ra hàng hoặc là phân phối gì của những cái cổ phiếu đầu cơ đâu, mà nó còn là cái thanh khoản chốt lãi ha. Nó là cái phiên chốt lãi của những nhà đầu tư lãi chưa chịu chốt nè anh chị. Nếu mà anh chị mình chốt sớm vào ngày hôm qua thì chắc chắn là ngày hôm nay anh chị mình sẽ không mất tầm 6% một cổ phiếu như thế này, đúng không? BND tương tự con SHS thì hôm trước em đã nói với anh chị mình rồi, càng đi lên anh chị mình phải càng ưu tiên hạ tỷ trọng và chốt lãi ra. Ngày hôm nay mặc dù anh chị vẫn có một số cổ phiếu đầu cơ nó tăng điểm này, nhưng mà nó không đủ hấp dẫn để cho mình có thể mình quan tâm tới những cái cổ phiếu này nhé. Và đặc biệt những cái cổ phiếu nó đánh nhịp số 2, ví dụ như con LDG đi, thì em cũng không có gọi là quá kỳ vọng vào cái điểm mua của những cái cổ phiếu này ha. Những cái cổ phiếu đầu cơ này nó đánh là anh chị nhịp số 1 nè, tích lũy lại nhịp số 2, thì những nhịp này mình cũng không có còn thiết tha nữa, bởi vì biên lợi nhuận nó không còn lớn, nhưng mà cái rủi ro thì nó bắt đầu nó cao quá rồi ha. Thì mình tạm bỏ qua những cái cổ phiếu này, mình không quan tâm tới. Ngày hôm nay có nhóm cổ phiếu dòng thép thì em thấy là nó đang giữ giá rất là tốt, ví dụ như HPG nè, ngày hôm nay cũng giữ giá được nè. Nhưng mà cái điểm mua ngày hôm nay thì nó sẽ không đẹp nha anh chị, nó sẽ có một vài phiên test lại để anh chị mình lúc đó xem xét vào sao vào sau với những cái cổ phiếu này ha. Còn lại thì vị thế mình đã lấy trước đó rồi thì không quan tâm ha, mình sẽ không quan tâm tới những cái nhịp mà điều chỉnh ngắn hạn như thế này, bởi vì thật sự đối với những cổ phiếu dòng ngân hàng đó anh chị, đối với những cổ phiếu dòng ngân hàng thì cái biên độ điều chỉnh như thế này sẽ không đáng lo, bởi vì mình mua ở nền ha, và mình đã chốt lãi 50% rồi. Thì khi mà anh chị mình cầm còn lại cái tỷ trọng thấp á, cổ phiếu nó điều chỉnh về á anh chị, thì mình sẽ không có bị lỗ và lậm qua cái phần lãi lợi nhuận mà mình đã chốt, mình bỏ túi rồi. Đó là cái cách mà mình quản trị rủi ro đó ha. Thì em đánh giá là dòng ngân hàng á anh chị
Sau cái phiên ngày hôm nay nè thì khả năng ngày mai thị trường của mình nó sẽ tiếp tục nó đỏ điểm vào đầu phiên, nhưng mà cái kịch bản đẹp nhất là anh chị mình biết sao không? Đó là thị trường của mình nó sẽ rút chân lên lại cái vùng đỉnh cũ một lần nữa, nó sẽ rút lên lại vùng đỉnh cũ một lần nữa, và song song với đó những cái cổ phiếu hàng đầu cơ nó sẽ tạo ra một cái cây xanh điểm tiếp tục, và những cái cổ phiếu dòng ngân hàng nó cũng như thế, dòng thị trường nó cũng sẽ hồi phục lên ha. Để làm gì? Để thứ nhất là anh chị mình còn kỳ vọng vào nhóm đầu cơ anh chị mình chưa bán nè, và thứ hai đó là cổ phiếu dòng ngân hàng hồi lên lại anh chị mình sẽ không không có vào được cái vùng giá thấp ha. Nên là nếu mà điều chỉnh luôn xuống một xíu anh chị mình cover thì ok nè, còn nếu mà phiên ngày mai mà nó hồi lại ngay á, thì cái điểm mua nó không an toàn lắm. Ngày hôm nay thì em có giải ngân cái cổ phiếu CTG, thì em vẫn đang thấy là dòng ngân hàng đẹp và mình đang kiếm lợi nhuận trên cái nhóm ngành này tương đối là nhiều, nên là em vẫn tin tưởng dòng ngân hàng sau khi có viên tiền vào. Thì cái xác suất mà cổ phiếu dòng ngân hàng nó gãy nền rất là khó, nên là mình sẽ thăm dò những cái vùng giá đỏ, và đặc biệt là cổ phiếu CTG em thấy nó đang vận động sát nền anh chị, đang vận động sát nền thì mình sẽ cái điểm mua của mình nó khá là an toàn. Ví dụ như target anh chị mình có thể cầm lên vùng giá 30 31, nhưng mà cái điểm stop loss thì chỉ cần thủng 28 là anh chị mình có thể stop loss ra rồi đối với cổ phiếu CTG. Nên là đây là cái điểm cái cổ phiếu mà em mở điểm mua ngày hôm nay ha. Còn lại là em tính toán hầu hết là cổ phiếu VCG nè. VCG ngày hôm nay lắp gáp nè, mặc dù về nền hỗ trợ nhưng mà lắp gáp nên em cũng tính toán. À, lúc mà cổ phiếu nó về giá 22 anh chị là em đã bán rồi. Ha, em có nhắn ở trong room hỗ trợ nha, anh chị mình bám sát cái room đó để anh chị mình nhận khuyến nghị ha. Thì cổ phiếu dòng ngân hàng em thấy là vẫn còn, nói chung là cái nội tại của nó đó anh chị nó vẫn còn mạnh, bởi vì dòng tiền nó đã vào lớn rồi thì khả năng là nó thủng nền rất là khó, nên nó chỉ có duy trì ở vùng nền giá thôi. Ha, còn không thì ngày mai nó sẽ có những cái phiên nó hồi lên lại hoặc là đi ngang. Đó thì nói chung là vẫn còn tích cực và mình đã chốt lãi ra rồi thì anh chị mình cầm tỷ trọng thấp nó vẫn ok. Khi nào mà nó chỉnh đủ biên độ nha anh chị thì mình mới cover hàng lại, còn hiện tại thì em sẽ không cover lại cái lượng hàng mình đã bán ra ở cái vùng giá này, bởi vì cái biên độ điều chỉnh của nó chưa có đủ anh chị. Chỉnh tầm 2% thì em thấy là chưa đủ để mà mình xuống tiền mình cover lại ha. Bởi vì cover lại ở cái vùng giá cao như thế này thì thành ra là cái cổ phiếu của mình nó bị trung bình giá lên tương đối là cao. Hôm trước mình mua ở nền mà anh chị, nên là hiện tại mình mua thêm giá này nữa thì nó hơi cao, nên em thường em sẽ không đánh như vậy. Cổ phiếu dòng ngân dòng chứng khoán anh chị mình biết tại sao hôm nay con VND nó giảm mạnh như thế này không? Có những tin tức là con này nó sắp bị hạ margin anh chị ha. Và dù có tin tức đó nó có ra hay không nữa anh chị, những cái phiên rút chân như thế này mình đã phải chốt rồi, thì thật sự là cái tin mà con VND nó giảm margin đó thì em không có quan tâm tới và em cũng không nhắc đến trong video ngày hôm qua. Nhưng mà cái việc mà nó xuất hiện một cái phiên rút chân như thế này đó đã báo hiệu cho mình những cái giai đoạn điều chỉnh trong ngắn hạn của cổ phiếu. Thì cổ phiếu này nó điều chỉnh về, nó vận động lại ở vùng nền như thế nào, có đẹp hay không thì anh chị mình mua lại thì vẫn ok nha. Nhưng mà nó phải điều chỉnh đủ biên độ nha anh chị. Ngày hôm nay 5%, khả năng ngày mai cổ phiếu nó giảm về đâu đó cái vùng hỗ trợ vùng giá 17, 17x đó, thì em thấy là vùng đó cũng ok rồi. Anh chị nào chốt lại trên này xuống đây nè, canh cover nhẹ lại thì được ha. À, nói chung là nó đã có dòng tiền vào rồi anh chị, phiên dòng tiền vào rồi thì bây giờ là giai đoạn rũ bỏ những nhà đầu tư họ chưa chịu chốt lãi thôi ha. Còn anh chị mình đã chốt rồi, nó đi xuống thì anh chị mình có thể cover lại không sao hết ha, canh quanh cái vùng giá 17x đó. SHS cũng là cổ phiếu mà em đã khuyến nghị anh chị mình chốt lãi nhiều rồi đúng không, lãi 15% là chốt hết rồi. Thì đây là những cái cổ phiếu mà chốt toàn bộ danh mục anh chị, còn ngân hàng với thép thì em vẫn đang nắm 50%. Và khi mình chốt toàn bộ danh mục như thế thì cổ phiếu nó có điều chỉnh về đâu đó lại cái vùng nền này nè anh chị. Cái nền trước này nè, tầm giá 11x thì mình cover lại vẫn được. Hôm trước mình mua cổ phiếu giá 11 đó anh chị ha. Thì vùng 12 3 này nó cũng chưa có đủ gọi là biên độ để mà em xem xét em cover lại hàng, nhưng mà nếu nó thủng vùng 12 á, nó về đâu đó khoảng vùng 11x thì em sẽ xem xét lại mua cổ phiếu này. À, cổ phiếu SSI cũng bắt đầu điều chỉnh nè. Nói chung là xuất hiện những cái phiên phiên mà nó có những cái sự đỡ giá ngay tại cái vùng cao như thế này nè anh chị, thì thường là nó là báo hiệu cho mình một cái giai đoạn mà chỉnh trong ngắn hạn của cổ phiếu rồi. Cái biên độ chỉnh ngày hôm nay cũng tương đối rồi ha. Thì ngày mai khả năng là đầu phiên nó sẽ có điều chỉnh đỏ tiếp, nếu mà nó về nó chạm hỗ trợ thì khả năng nó sẽ bật lên rất là cao ha, trong những phiên tới. Còn ngày mai nếu mà thị trường đánh theo cái kịch bản em nói với anh chị đó, nó kéo ngược lại cái dòng đầu cơ, sau đó nó kéo luôn cả cái dòng cổ phiếu thị trường để làm gì? Để anh chị mình chưa kịp bán cái cổ phiếu dòng đầu cơ và nhảy qua cái cổ phiếu dòng thị trường thì nó cũng không có giá tốt nữa để anh chị mình mua ha. Nói chung là thị trường nó điều chỉnh thật, nhưng mà về cái danh mục, nếu mà anh chị mình nắm đúng những cái cổ phiếu mà nó đã có dòng tiền lớn vào rồi và anh chị mình đã hạ tỷ trọng theo đúng cái chiến lược mà ban đầu, ngay từ ban đầu mà mình khi mà mua cổ phiếu là mình đã phải có một cái chiến lược và một cái target rồi,
Nếu mà anh chị mình bám sát như thế thì những cái phiên điều chỉnh như thế này hầu như là danh mục của anh chị nó không có biến động nhiều nha. À, nên là anh chị mình trải qua những cái phiên như thế này, nếu mà chưa có áp dụng được thì anh chị mình sẽ rút kinh nghiệm trong những cái nhịp đầu tư khác nó tương tự như thế này. À, bởi vì càng lên cao anh chị mình càng phải chốt lãi, và đặc biệt khi mà thị trường của mình nó mở gap anh chị, những cái gap á thường nó sẽ có xu hướng lấp lại không sớm thì muộn. Có thể là những cái gap này nó chưa lấp, lên tới những gap này nó chưa lấp, nhưng mà bắt đầu những cái gap trên nó lấp thì nó sẽ lấp dần nha anh chị. Đó nên là đó là cái sự rủi ro của thị trường, và mình phải gọi là đề phòng cái rủi ro đó để mình bảo toàn cái danh mục của mình một tí. À, nói chung là em vẫn thấy là thị trường của mình nó đang có cái nhóm cổ phiếu thị trường như là ngân hàng, chứng khoán, thép vân vân nó đang đỡ giá, nên là khả năng gãy sâu anh chị thì nó thị trường anh chị nó khi mà nó điều chỉnh nha, có một cái hay vậy nè. Khi mà thị trường của mình tăng á, thì chưa chắc con nào cũng tăng, nhưng mà khi thị trường giảm thì chắc chắn là cổ phiếu nó giảm hết toàn bộ. Con nào cũng giảm, không nhiều thì ít. À, nên là nếu mà thị trường của mình mà giảm theo cái sóng dòng mid cap anh chị, những con mid cap penny này nọ mà nó bán ra thì nó cũng gây áp lực đỏ điểm nha anh chị. Và trụ chỉ cần nó đè nhẹ một cái nữa thôi thì hàng thị trường nó cũng sẽ đỏ theo. Đó thì khả năng là thị trường của mình nó sẽ biến động với biên lớn, nhưng mà các cổ phiếu như là ngân hàng, chứng khoán, thép thì nó sẽ được đỡ giá, bởi vì nó đã có dòng tiền vào rồi thì nó sẽ đỡ ngay tại những cái phiên breakout. Đó là những cái vùng giá mà tiền tổ chức, tiền lớn họ vào á, nên họ sẽ khó để thủng những vùng đó, nên anh chị mình yên tâm những cổ phiếu hàng thị trường, thanh khoản lớn mà đã có dòng tiền của tổ chức vào rồi thì rất là khó để mà gãy. Đó. Và cái điểm mua mình gửi cái điểm mua ngay khoảng nền đó thì nó không thủng nền thì luôn luôn anh chị mình trong một cái trạng thái hòa vốn. Và đặc biệt nếu mà anh chị mình đã bán chốt lãi ở những cái giá cao, vùng giá cao rồi ở trong một hai hôm trước đó, thì chắc chắn là nó về nền anh chị mình cũng không lỗ ha. Hạ tỷ trọng làm sao lỗ được anh chị, và đã chốt lãi một cục nữa thì không thể nào mà lỗ được ha. Đó là cái cách đánh an toàn nhất mà em vẫn áp dụng từ xưa tới nay ha. À, hôm nay dòng thép, để phân tích một số cổ phiếu dòng ngân hàng cho anh chị mình nắm nè. Techcom thì cũng vậy nên chị, nói chung là nó cũng sắp về lại hỗ trợ rồi, thì ở những cái vùng hỗ trợ thì nói chung là đó vẫn là những cái vùng anh chị mình có thể cover lại được. Nhưng mà em thấy là danh mục anh chị nào đẹp nhất là anh chị mình đã chốt lãi rồi và cover lại một phần danh mục ở giá thấp thôi. Chứ còn nếu mà anh chị mình chưa kịp chốt lãi mà nó quay về giá thấp, anh chị mình cover làm gì nữa đúng không? Nó cũng loanh quanh cái vùng giá vốn của mình rồi. CTG hồi nãy phân tích rồi. Những cái cổ phiếu con VND anh chị mình chú ý ha, là nó hôm nay nó giảm gần sàn và nó có cái tin là tầm vài ngày nữa thì nó sẽ bị hạ, gọi là bị hạ tỷ lệ ký quỹ thì phải. Thì nếu mà hạ tỷ lệ ký quỹ á, thì những cái lượng nhà đầu tư họ đang cầm hàng mà full margin đó anh chị, họ sẽ bị nói chung là họ sẽ bị dính vào cái tỷ lệ ký quỹ đó và sẽ có một cái áp lực bán ha. Thì ngày hôm nay khi mà con này nó đè rồi thì nó cho bán trước rồi đó anh chị, nó cho bán trước rồi ha, thì khả năng về hỗ trợ thì những phiên sau nó sẽ có xu hướng nó bật lên, thì lúc đó cái tỷ lệ ký quỹ thì nó cũng sẽ không còn quan trọng đối với những anh chị mình cầm full margin mà hôm nay mình bị ép bán ra rồi. Dòng thép em vẫn còn cầm 50% Nam Kim nha anh chị. À, giá vốn của mình quanh cái vùng giá 15x và hiện tại là mình đã chốt lãi 50% ngày hôm qua trong room hỗ trợ gần 800 người đó. Thì em có nhắn với anh chị mình là cổ phiếu Nam Kim lợi nhuận trên 10% anh chị mình chủ động lãi. À, tức là mình phải chốt anh chị, tức là mình phải chốt nha, bởi vì tối đó em không tư vấn lãi nữa, có nghĩa là anh chị mình phải chốt rồi, bởi vì nó đã đạt target của mình rồi. Em ban đầu đưa ra target 17 thì khi mà nó đạt thì mình hạ tỷ trọng, thì hạ tỷ trọng em vẫn còn hàng ha, 50% thì nó có về nền thì em cũng không có lo lắng lắm. Và ngày hôm nay em thấy cổ phiếu anh chị nó cũng có đỡ giá trong phiên á. À, buổi chiều thì thị trường của mình bị bán mạnh quá nên là thành ra nó cũng quay đầu luôn, nhưng mà không sao ha, nói chung là mình đã chốt lãi được một phần rồi, bây giờ nó quay về vùng giá 15 thì mình cũng đang ở quanh cái giá vốn mà mình có thêm một cái cục lãi trước đó rồi, thì mình cứ cầm nắm thôi. Nói chung dòng thép này, dòng ngân hàng nó giai đoạn này nó đang có dòng tiền vào nên là mình sẽ tập trung hai dòng đó, còn dòng chứng khoán thì em chưa chắc, nên là một vài cổ phiếu á chị mà nó điều chỉnh mạnh á thì về nền mình cover lại được ha. Còn để mà nắm giữ thì em đâu có nắm giữ dòng chứng khoán đâu, em vẫn luôn luôn tư vấn là anh chị mình chốt lãi giai đoạn trước đúng không, nên là bây giờ chỉ còn cầm nắm dòng ngân hàng và dòng thép là em thấy hai cái dòng chắc ăn nhất. HBG ngày hôm nay khỏe nè anh chị, rất là khỏe ha, nhưng mà điểm mua phiên ngày hôm nay thì em thấy không hợp lý. Điểm mua ngày hôm nay thì em sẽ thấy không hợp lý, để coi cổ phiếu nó cân bằng lại một hai phiên hay không rồi mình xem xét ha. Nói chung là nó đã có động thái nó vượt cản rồi nè anh chị, đã có động thái vượt cản rồi nè, cũng có phản ứng tại cái vùng kháng cự cũ nè, nhưng mà
để mà cổ phiếu nó phản ứng mạnh là nó phải phản ứng mạnh ở cái vùng giá 23 nha anh chị. Nên là mở mua mới dòng thép ngày hôm nay thì em thấy cũng hơi rủi ro anh chị, mình phải chấp nhận được cái biên độ mà cổ phiếu trong ngắn hạn nó điều chỉnh về tầm 4-5% ha. HSG ngày hôm nay cũng chỉnh về nè. Nói chung là có hàng thì mình cầm hàng ha. Khả năng nếu mà nó test về gáp á, nó hồi lên lại thì tốt, còn test sau nữa thì cũng đâu đó về nền thôi. Dòng dầu khí thì hôm nay hình như là muốn gãy rồi anh chị, muốn gãy nền rồi. Dầu khí hôm nay hình như muốn gãy nền rồi. Nếu mà thủng cái nền này anh chị mình bắt buộc phải chạy nha. Em đã nói trong video ngày hôm qua rồi. Dầu khí mà anh chị nào mà thích đánh cái trường phái mà rủi ro lắm á, thì tham gia vào vùng giá đó thì bắt buộc thủng nền là anh chị mình phải ra. Nó mà gãy là nó gãy sâu nha anh chị. Đây, những cái hỗ trợ như thế này nó đang khá là gần rồi nha. Nó đã tiệm cận lại hỗ trợ rồi. Con BVS là nó muốn thủng hỗ trợ trong ngắn hạn rồi đó. BVD cũng vậy nè, tiệm cận lại cái vùng hỗ trợ EMA 50, EMA 20 luôn rồi. Nên là anh chị mình chú ý ha, trong ngắn hạn là cổ phiếu mà nó thủng thì nó sẽ có xu hướng nó quay về và nó tái tích lũy. BSR thì nó chưa tăng nhưng mà nó vẫn giảm anh chị, bởi vì những cái phiên trước này thì nó cũng có một lượng nhà đầu tư FOMO kha khá, nhưng mà cổ phiếu này á nó đi nền hơi siết chặt một xíu, nên là em thấy khả năng cổ phiếu này nó giữ nền sẽ tốt ha, loanh quanh về vùng giá 16x thôi. Thì em có nói với anh chị, em có gửi đến anh chị một cái cổ phiếu mà em giải ngân, đó là cái cổ phiếu CTG đó. Thì anh chị nào mà muốn đánh theo thì anh chị mình có thể tham gia, và cái điểm stop loss của cổ phiếu đó rất là gần. Và em tại sao em không cover cổ phiếu MB Bank anh chị? Hồi nãy nói rồi ha, không cover là tại vì khi mà em mua ở cái vùng giá 18x nè. Giá vốn của em thì mua trước anh chị tầm 2-3% thôi, tầm 18.3 đó. Thì vùng 18.3 em chốt lãi ở trên giá 20 rồi 50%, còn 50% hàng em sẽ chờ cover. Nếu em muốn cover thì em sẽ cover ở vùng cái vùng mà cổ phiếu nó điều chỉnh với biên độ đủ lợi nhuận, em cảm thấy là ok, lợi nhuận khả năng nó bật lên lại được khoảng đâu đó tầm 5-7% thì em sẽ cover. Còn hiện tại nó điều chỉnh mới có 2-3% thì nó cũng không có phải là vùng giá hấp dẫn để mình cover, nên là mình sẽ lựa chọn qua một cổ phiếu mới, đó là cổ phiếu CTG ha. Tại sao chọn cổ phiếu CTG thì mua ở cái nền giá anh chị. Cổ phiếu nó có phiên tiền vào rồi ha, hiện tại nó mặc dù là nó lắp ghép nha anh chị, nhưng mà cái nền hỗ trợ của nó đang rất là gần, và cái việc mà điểm stop loss của mình đó anh chị nó gần như thế thì mình sẽ không sợ. Điểm stop loss tầm đâu đó tầm 2% thôi anh chị. 2% thì không sợ ha, nhưng mà cái biên lợi nhuận mà mình kỳ vọng cho cổ phiếu này nè, nó sẽ rất là cao. Đó, nên anh chị cứ đặt một cổ phiếu lên bàn cân. Cái rủi ro nào mà nó quá thấp mà lợi nhuận của nó khả năng cái cơ hội nó cao thì anh chị mình tham gia, còn ngược lại cổ phiếu nào mà cơ hội của nó thấp mà rủi ro nó cao thì anh chị mình không tham gia. Ví dụ như con SCN ngày hôm qua em có nhắc đến nè, khi mà anh chị mua ở đây có phải là rủi ro mà cổ phiếu nó điều chỉnh về tận dưới này không? Đây mới là cái nền nha anh chị, đây mới là cái nền cứng nhất của cổ phiếu chứ không phải là cái nền trên này nhé. Thì anh chị mình thấy không, rủi ro nó rất là cao, nhưng mà biên lợi nhuận khi mà nó tăng như thế này rồi anh chị mình không biết là nó sẽ đánh được lên bao nhiêu nữa, nên là mình sẽ không chắc chắn được và không tham gia những cái cổ phiếu đó, và đặc biệt càng đi lên mình càng phải ra hàng. Con HT1 thì hôm qua cũng có xem thấy đẹp đẹp đó, thì hôm nay nó cũng đang phản ứng tại cản, và hầu như là cổ phiếu nào nó cũng phải phản ứng ngày hôm nay hết, chỉ có cản hay không thì nó cũng phải quay đầu, bởi vì thị trường của mình nó đang tạo một cái áp lực bán lên toàn bộ các nhóm ngành luôn. Thị trường tăng chưa chắc nhóm nào cũng tăng, nhưng mà thị trường giảm thì nhóm nào nó cũng bị ảnh hưởng cả, rất là ít, rất là hiếm cổ phiếu nào mà nó tăng. Có những con mà nó cô đặc đó anh chị, nó đánh một mình đó thì nó tăng thôi không sao cả, còn còn lại đa số hàng thị trường anh chị, nhà đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài họ nắm nhiều thì chắc chắn là họ sẽ mang tâm lý bán khi mà thị trường của mình nó điều chỉnh. Ngày hôm nay cái thanh khoản nó cực kỳ lớn là bởi vì sao anh chị, rất là nhiều cổ phiếu nó điều chỉnh với thanh khoản lớn nè, thấy không? VND hôm nay 66 triệu cổ phiếu nè anh chị. SHB 45 triệu cổ phiếu ha. Nova 35 triệu nè, SI 34 triệu nè. Nói chung là anh chị mình thấy không, toàn những cái con số khủng ha, vài chục triệu cổ phiếu nè, GET 45 triệu nè anh chị. HBG ngày hôm nay là tăng lên volume đẹp đúng không? Tăng lên volume đẹp nhưng mà đâu đó cũng cái áp lực bán nữa chị, nhưng mà nó hấp thụ ha. Con HBG nó đang hấp thụ thì con này nó vẫn còn khỏe, nhưng mà điểm mua mới thì em cũng hơi chưa có thích cái điểm mua cổ phiếu ngày hôm nay. TTF nó đánh nhịp số 2 nè. Hôm trước có nhiều anh chị hỏi về cổ phiếu TTF. TTF thì hôm nay nó nổ lên, nổ trần đúng không anh chị? Nổ trần sau đó bị bán xuống à, cũng là nhịp đánh số 2 rồi nha anh chị. Đây,
nổ một nhịp, nổ hai nhịp ha. Thì đây là nhịp đánh số 2 rồi thì sẽ không phải là cái điểm mua cho mình. Giai đoạn này thì em vẫn tập trung vào dòng ngân hàng thôi, vẫn đang nắm giữ STB ha. STB hôm trước anh hỏi em là tại sao con này nó chưa tăng mà dòng ngân hàng tăng mà nó chưa tăng, chưa có điểm để chốt lãi, nhưng mà mình nên chốt tại sao? Thì thứ nhất là khi mà dòng ngân hàng tăng anh chị, thì trước đó rất là lâu con này nó đã tăng rồi. Anh chị mình thấy không, giai đoạn con STB tăng dòng ngân hàng hầu như không có cổ phiếu tăng. Còn những cái con cổ phiếu nhỏ nhỏ thì mình không nói đến, còn những cái con cổ phiếu mà hàng thị trường thì anh chị thấy không, nó đâu có tăng đâu, chỉ có một mình con STB tăng thôi. Thì đó là mà bây giờ hiện tại nó đang còn muốn hai đỉnh nữa nè, nên là cái cổ phiếu này mình đi lên như thế này mình phải chốt lãi rồi, chứ mình cũng không dám kỳ vọng ha. SHB, SHB thì nó đã có xu hướng là nó vượt đỉnh này, nó test lại nè anh chị, cái vùng gap này thì con SHB giữ được nha, còn con STB thì em nghĩ là anh chị mình khoan, hãy nên vào con đó ha. Cổ phiếu EIB thì hôm trước cũng lãi được nhẹ nhẹ, nhưng mà hầu như là nó vẫn đang tiếp tục xây một cái nền tiếp theo, nhưng mà nếu mà nó cứ bám sát ở trên cái vùng hỗ trợ của nó thì anh chị mình vẫn có thể cầm nắm ha. Khi nào thủng nền thì anh chị mình đánh giá xấu nhé, thì ra hàng nhé, còn nếu mà nó vẫn bám trên cái vùng nền thì anh chị mình nên cầm nắm thêm. Quay trở lại với câu chuyện thị trường thì nói chung là cái kịch bản của mình đó mình đã đưa ra rồi, và mình vẫn đang bám sát và mình đang đánh giá xem là cái kịch bản nó đúng hay sai. Nhưng mà cái kịch bản mà cái cây nến rút chân này sau đó nó sẽ gặp những cái phiên điều chỉnh thì nó rất là ít sai anh chị, thường là đa số, bởi vì đa số này anh chị thấy không, có những cái nhịp rút chân tại đỉnh nó điều chỉnh nè. Đây, đây là một cái phiên em nói với anh chị mình tương tự nè, đây xuất hiện nha. Có khả năng là ngày mai nó sẽ xanh lên một cây như thế này nè anh chị, xanh lên một cây như thế này xong rồi lại tiếp tục nó điều chỉnh. Đây là cái kịch bản dễ xuất hiện nhất ha. Đây nè, đây cũng tương tự nè anh chị. Nên là anh chị mình chú ý ở cái vùng này ha. Cái vùng này thì mình muốn mua cổ phiếu á, thì cổ phiếu nó phải điều chỉnh đủ biên độ mình mới mua. Là thứ nhất, con VND nó đi về sau một tí nữa, có thể là về đâu đó cái vùng gap này nè anh chị. Giữ được trên cái gap này là đẹp nè. Đây, bởi vì sao giữ trên cái gap đó anh chị, cái gap đó là cái vùng gap mà tổ chức họ sẽ đánh vào đầu ATO và họ muốn khớp lệnh ở trên cái vùng giá đó luôn. Đây, cái vùng gap này anh chị mình chú ý ha, giữ được trên cái điều chỉnh nhưng mà giữ được trên cái vùng gap này thì anh chị mình mua vào cổ phiếu lại được ha, cover lại được ha. Đây là cái biên độ điều chỉnh cổ phiếu nó có thể về nè. Thường anh chị sau phiên dòng tiền vào á, những phiên dòng tiền vào như thế này á, nó đánh về thì nó sẽ giữ được trên vùng gap, nên là mình sẽ quan sát ha. Ngày mai thì khả năng VND nó còn bị áp lực bán nữa, bởi vì cái tin giảm lãi suất là nó tầm 2-3 ngày nữa nó mới áp dụng thì phải. Giảm tỷ lệ ký quỹ đó thì tầm 2-3 ngày nữa mới áp dụng, thì bây giờ người ta đã lo người ta chạy mất tiêu rồi. Mà nó còn mồi thêm một cái cây đỏ nhẹ, chỉ cần nó mồi đến nửa cây này thôi là nhà đầu tư họ bán thêm một cái nữa, là gọi là cái áp lực nó cộng dồn đó anh chị, thì nó sẽ đẩy cái giá cổ phiếu nó thấp xuống như thế này. Đó, nhưng mà nếu mà khả năng về được đây thì anh chị mình cover được nè. Ha, về lại thì cover được nè. Cổ phiếu dòng ngân hàng cũng vậy, nãy giờ em phân tích nhiều rồi ha. Còn lại thì hàng đầu cơ nha anh chị, tăng ưu tiên ra hàng, em sẽ không đánh hàng đầu cơ nữa giai đoạn này. Ngoại trừ một số cổ phiếu nào nó đặc biệt lắm, đặc biệt lắm thì mình sẽ xem xét, chứ còn sau phiên ngày hôm nay thì em vẫn chưa chú ý lại cổ phiếu hàng đầu cơ nha anh chị. Những cổ phiếu mà nó ráng kéo được thêm ngày hôm nay nữa, chưa chắc ngày mai nó sẽ tăng tiếp, nên là mình phải cẩn trọng ha. Cổ phiếu FRT ngày hôm qua có nhắc đến trong video nè, thì cổ phiếu FRT em vẫn đang nắm giữ nha anh chị, hàng chưa về lấy gì bán, nhưng mà cũng không bán cổ phiếu này ha. Cổ phiếu này mua ở vùng giá 57 thì cứ cầm nắm thôi. Hôm nay cổ phiếu bán lẻ nói chung là nó cũng chỉnh theo anh chị, nó cũng chỉnh theo, nhưng mà nó nếu mà nó giữ được nền giá thì không sao, bởi vì em thấy là dòng tiền nó bắt đầu vào rồi nè, giữ được nền giá thì sẽ có khả năng cổ phiếu tái tích lũy nó bật lên tiếp. MWG nó cũng sẽ xuất hiện một cái cây rút chân nè anh chị, một cây rút chân xanh ha, sau nó vận động giống thị trường không anh chị, giống ha, khác cái cây màu cây nến màu đỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một phiên rút chân anh chị, xanh hay đỏ không quan trọng, miễn là nó rút chân ha, miễn là rút chân thì nó cũng bắt đầu quay về điều chỉnh nè, điều chỉnh về nền thôi. Anh chị nào cầm hàng này bây giờ nó điều chỉnh tới đây rồi thì chắc là cầm luôn rồi ha, nó thủng nè, nó thủng cái hỗ trợ thì xấu nha anh chị, thủng EMA 20 là xấu nhất. Nói chung là ở đây nó vẫn có hỗ trợ đó anh chị, về EMA 20 thì thường nó sẽ khó gãy lắm, bởi vì đây nè, đây cũng là đang là cái hỗ trợ trong MACD của nó nè, nên là những cái cổ phiếu này thì nó hơi biến động một tí, bởi vì nó cũng là thuộc nhóm cổ phiếu trụ ha.
nên là nó sẽ hơi biến động một tí. Nhưng anh chị mình cầm những cổ phiếu này thì chắc cũng phải có cái thói quen là cầm nắm hàng rồi thì mới đánh những cái cổ phiếu này, cũng giống tương tự FRT thôi ha. Em cũng thấy là cổ phiếu này mua thì không không thể nào kỳ vọng nó nổi trong T2, T3 được chắc chắn rồi, nên là mình sẽ cầm thăm dò thôi. Còn lại thì hôm nay em giải ngân CTG thì em cũng có nói với anh chị mình rồi đó. Và khi mà anh chị mình đánh theo danh mục của em thì bắt buộc cái điểm mua điểm bán anh chị mình phải nắm rõ nha anh chị. Nắm rõ khi nào mà em kêu là lên tới vùng giá nào bán thì mình bán, chứ để em bán trước anh chị rồi anh chị mình bán sau rồi anh chị mình bán không kịp nữa, dính những phiên điều chỉnh nữa thì coi như là công cốc anh chị mình cầm hàng cũng hơi lâu mà mình không có chốt lãi á, thì khi mà quay về nó điều chỉnh thì mình coi như là tiền nó đã vào tới trong túi rồi mà còn không chịu cất cho kỹ nữa, đúng không? Để nó chạy trôi nổi trên thị trường. Khi mà lãi nó về anh chị không chốt đi thì nó không phải tiền của anh chị. Anh chị mình cứ để cho mỗi ngày nó trôi nổi, nó lên xuống dập dìu theo thị trường á, thì nó không có thực tế lắm nếu mà anh chị mình nói là để đầu tư kiếm tiền ha. Thì video ngày hôm nay cũng không có nhiều để chia sẻ anh chị, hầu như là những cái cổ phiếu mình chủ trương là mình chốt lãi và mình đang tìm những cái cổ phiếu khác để mà mình mua lại hoặc là mình cover lại trong cái quá trình mà thị trường nó điều chỉnh ha, nó điều chỉnh sau đó nó hồi phục thì mình sẽ tìm nắm bắt cơ hội. Cái việc mà mình chốt lãi trước á, nó cũng là một cái vấn đề không chỉ riêng về cất tiền vào túi mà anh chị mình còn nở ra một cái lượng sức mua để mà khi mà thị trường của mình nó có điều chỉnh á, anh chị mình lấy cái sức mua đó anh chị mình tiếp tục đầu tư cho cái quá trình phía sau nữa. Còn nếu mà để mà vào cái thế kẹp á, thì khi mà thị trường nó xuống xong nó hồi lên lại thì hầu như là anh chị mình cũng đâu còn tiền để mà mua nữa, đúng không? Chỉ chờ cổ phiếu của mình nó hồi lên bán thôi, còn lại thì không có một cái khoản tiền riêng để mà anh chị mình có thể là mua lại được cổ phiếu ở vùng chiết khấu hấp dẫn ha. Thì video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi anh chị. Không có quá nhiều thứ để chia sẻ, chỉ là nói lên với anh chị mình cái chiến lược hiện tại của em thôi. Đó là cái cách đầu tư và là cái quan điểm cá nhân của em. Có những anh chị phù hợp và có những anh chị sẽ không phù hợp. Nhưng mà nếu mà những anh chị nào đánh theo thì anh chị mình nhớ tuân thủ những cái điểm mua bán nha. Chứ để em bán thiệt thật sự là nhầm ngân hàng á. Em đã nói với anh chị mình là chốt lãi rồi, nhưng mà nếu mà anh chị mình tới ngày hôm nay mà chưa chốt lãi á, thì bắt buộc phải em phải tư vấn cho anh chị mình là cầm nắm rồi, chứ đâu có thể nào có hướng xử lý khác đâu. Nói chung là nó sẽ khó tư vấn cho em, nên là ngay từ đầu mình đã tư vấn là cái chiến lược của mình như thế mình vẫn bám sát, mà nhà đầu tư họ không bám sát thì nhờ xử lý thì rất là khó anh chị thật sự. Chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ ha, và ngày mai thì kỳ vọng là sẽ có những cái vùng giá tốt để cho anh chị nào mà chưa kịp chốt lãi thì anh chị mình có thể anh chị mình chốt ra ha, chốt tiền vào túi ha.